Chào tất cả các bạn và con sinh lớp 2 nha, các con sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài luyện tập vào bài học nhé, bài số 1. A 37 28. 7 cộng 8 bằng 15, 5 với 1. Và 2 5 với 1 là 6. 65. 8 với 7 15, 5 với 1. 1 với 7 là 8 với 1 là 9. 2 với 8 là 10, 0 với 1, 6 với 2, 8 với 1 là 9. 3 cộng 7 là 10, 0 với 1, 2 với 4, 6 với 1 là 7, 70. 8 với 6 là 14, 4 với 1, 7 với 1 là 8. 9 với 3 là 12, 2 với 1. 1 với 1 là 2, 22. 1 với 9 là 10, 0 với 1, 1. 6 với 4 là 10, 0 với 1, 3 với 1 là 4. Bài số 2, đặt tính rồi tính. 25 cộng 39. 5 cộng 9, 14, 14 với 1. 2 với 3, 5 với 1 là 6. 17, 7. 7 đồng 7, 14 với 4 với 1. 1 với 1 là 2. 46 cộng 46. 66, 12, 2 với 1. 44 là 8 với 1 là 9. 89 cộng 2. 9 với 2 11, 1 với 1, 1 với 1 là 9. 64 cộng 26, 46 là 10, 0 với 1, 6 với 2 8 với 1 là 9. 58 cộng cho 2, 8 cộng 2 là 10, 0 với 1, 5 với 1 là 6. 75 cộng 15, 5 với 5 là 10 với 0 với 1, 7 với 1 1 là 9. 67 cộng 3, 7 với 3 là 10 với 0 với 1, 6 và 7, 70. Bài số 3, chọn kết quả đúng với mẫu máy tính. 45 cộng 5 là 50. 57 cộng 17, 33 cộng 17 là 40. Ồ. 62 cộng 68, 10 nhân 1, 90. 10 là 80. 10 là 30. 10 là 60. 10 là 20. 10 là 10 nhớ 1. 51 với 1 là 7. 70. Qua bài số 4. 53 cộng 9. 53 cộng 9 là bằng 32. Cộng 40 là bằng 72. 2 với 0 là 2, 3 với 4 là 7. 51 cộng 19 là 1 cộng 9 là 10 với 1, 70. 70 cộng bằng 80. Câu B, lớn hơn bé hơn bằng 12 cộng 18, 18 cộng 12 nhau 65 cộng 7, 56 là 7. Lớn hơn bởi vì số đó lớn hơn 56. 37 cộng 24 về 37 cộng 42 nhỏ hơn.
sáu cộng bốn là 80, 74 cộng 6 là 80 bằng tại sao về số 5. Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan, đoàn thứ nhất có 35 người, đoàn thứ hai có 25 người. Hỏi cả hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người? Trả lời là hai đoàn khách có tất cả số người là 35 cộng 25, 5 cộng 5 là 10, 32 là 5 với 1 là 6, 60 người, đáp số 60 người. Đáp sai trong tiếp theo. Luyện tập tiếp theo. Đặc tính đôi tính 12 cộng 48, 2 cộng 8 bằng 10 với 1, 1 4 là 5 với 1 là 6, 59 cộng 21, 9 và 1 là 10 với 0 với 1, 52 là 7 với 1 là 8, 74 cộng 6, 4 cộng 6 là 10 với 0 với 1, 7 với 1 là 8, 85 cộng 5, 5 cộng 5 bằng 10 với 0 với 1, 8 với 1 là 9, bằng 90. Tính theo mẫu. Bài số 2. 2 cộng 8 bằng 10 với 0 với 1, 7 với 2 9 với 1 10. 72 cộng 58 bằng 100. 3 cộng 7 là 10 với 0 với 1. 6 3 là 9 với 1 là 10. 100. 1 cộng 9 là 10 với 0 với 1. 8 với 1, 9 với 1 là 10. Và 100. 8 cộng 2 là 10 với 0 với 1. 3 6 9 với 1 là 10. 5 với 5 là 10 với 0 với 1. 4 với 5 là 9 với 1 là 10. Như vậy bằng 100 hết luôn. 3 đặc tính đôi tính 64 cộng 36, 4 cộng 6 bằng 10 với 0 với 1, 6 với 3 9 với 1 bằng 10, 79 cộng 1, 9 cộng 1 là 10, 0 với 1, 7 với 3 là 10, 52 cộng 48, 2 cộng 8 là 10, với 1, 10, 34 cộng 66, 4 cộng 6 là 10, với 0 với 1, là bằng 10. Tính nhẩm 40, 4 cộng 6 là 10, 40 cộng 60 là 100, 60 cộng 40 là 40 cộng 60 cũng 100. 2 cộng 8 bằng 10, 20 cộng 80 bằng 100. 8 cộng 2 là 10, 80 cộng 20 là 100. 10 cộng 90 là 100. 90 cộng 10 bằng 100. 70 cộng 30 bằng 100. 70 cộng 30 bằng 100, 30 cộng 70 bằng 100. Bài số 4, đặc tính đôi tính theo mẫu. 7, 3 cộng 7 10 với 0 với 1, 9 với 1 là 10. Đây là bằng 100. 100. 100. B tính nhẩm 99 cộng 1. 100. 96 cộng 4 194 cộng 6 195 cộng 5 bằng 100. Bài số 5, tìm các phép tính có kết quả bằng nhau.
Đây là 100 bằng 80, 10 với 1 90, mình ta bằng 90, 100. Tìm các kết quả, tìm cái số kết quả bằng nhau. Đây. 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 Bài số 6. Bài số 6, ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải. Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ nhất 35 cây. Hỏi ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải? Như vậy mình nói là ngày thứ hai cô Liên thu hoạch số cây bắp cải là nhiều hơn tới 65 cộng 35, 85 cộng 10 không lấy 1, 39 cộng 10 là 100 cây bắp cải. Khắp số 100 cây bắp cải. Các con sẽ phải thông đến bài học của chúng ta đến đây là hết. Và xin chào tạm biệt tất cả các con, hẹn clip sau nhé. Bye bye.